Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh chị em tạo một cái thẻ tài khoản Zalo của VPBank Mastercard để mình add vào trong cái Facebook á, mình chạy quảng cáo nha. Rồi, anh chị em vào Google Play, mình đang sử dụng trên Samsung nha các bạn. Trên Samsung, rồi các bạn cứ cài đặt bình thường đi. Cái này nó không tương tự trên iPhone, các bạn cài đặt nó cũng dễ, không có khó khăn gì hết, không tương tự. Đó, cài xong rồi đó. Các bạn lúc đầu tiên á thì nó sẽ hiện lên cái giao diện như vậy nè, các bạn bấm vào đăng nhập nè, các bạn nhập số điện thoại các bạn vào, chưa đăng ký mà nó gì đăng nhập, nhập số điện thoại vào. Bấm vào, nhớ bấm vào chữ check nha, tôi xác nhận tôi trên 15 tuổi. Rồi họ và tên của chủ tài khoản luôn nha, anh chị em cứ gọi đúng tên của mình vào. Mình là Nguyễn Ngọc Thanh nha. Rồi mail của bạn, rồi bấm vào tiếp. Wow, đẹp. Rồi đợi tí nó sẽ có một cái mã OTP gửi tới nè. Đó, thấy không? Bấm vào 958341. Bấm vào 958341. Rồi, tiếp tục. Nhập mã pin. Rồi các bạn nhập cái gì mà các bạn nhập. Rồi, chào mừng đến với Zalo. Rồi, ok. Các bạn tiếp tục nè. Vào trung tâm nè. Cái thẻ này có thể thanh toán mình để giải trí cũng được nè. Thanh toán mấy cái dịch vụ giải trí á. Rồi, taxi, du lịch, sức khỏe và bảo hiểm, ẩm thực này kia đầy đủ hết luôn nha. Đó, đây nè. Các bạn tham quan qua hết một vòng đi. Nói chung là bây giờ nó cũng rất là thông dụng rồi. À, các bạn tiếp theo các bạn bấm vào nè, ngay chỗ trung tâm luôn nè, có chữ tạo thẻ ảo, các bạn thấy không, ngay chỗ nút giữa luôn á, bấm vào. Rồi các bạn thấy liền là, rồi các bạn bấm thêm ok nữa nè, đó thấy không, là nó sẽ tạo ra được cái số thẻ nè. Rồi các bạn thấy cái nút chạm để lật thẻ phía sau nè, các bạn thấy không, chạm để lật thẻ phía sau á. Bắt các bạn chạm vào đó, nó sẽ có một cái mã bảo mật CVV gì đó. Thì cái này là cái hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉ tạo cái thẻ này thôi, mà hôm sau mình sẽ hướng dẫn các bạn là add cái thẻ này vào trong tài khoản của Facebook nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.